Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì là hôm nay là nhằm vào cái mùa mà có rất là nhiều người bị cảm hoặc là bị cúm. Thành ra chúng tôi muốn nhờ bác sĩ Nguyễn Phạm Công Khanh, là một chuyên gia về khoa nội thương, đến bàn với chúng ta về những cái chi tiết chung quanh cái bệnh cúm và các cách phòng ngừa và điều trị như thế nào. Thì lần lượt chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và xin cảm ơn bác sĩ đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Xin hân hạnh hiện diện hôm nay để nói về đề tài. Vâng, thưa anh, thì là như vậy, thì trước khi mà chúng ta đi sâu về cái đề tài, các anh có thể giải thích thêm là không biết bệnh cúm là một cái căn bệnh như thế nào ạ? Cái cúm nó là một cái bệnh truyền nhiễm mà do những cái thứ loại virus, vi khuẩn mà nó truyền trong cái không khí mà nó làm cho chúng ta bệnh. Tuy nhiên nó có những cái triệu chứng mà nó đặc biệt đi chung với cái căn bệnh đó. Chúng ta sẽ bàn thảo về những cái triệu chứng mà nó phát xuất mà nó có thể là giúp cho một cái người bác sĩ để mà chẩn đoán cái căn bệnh đó để vâng. mà chúng ta trị. Thế thì như vậy thì là có mấy loại cúm khác nhau hay làm sao ạ? Trên nguyên tắc thì nó có rất là nhiều, nhưng mà là ba cái loại chánh A, B, C, mấy cái đó. Nhưng mà trong cái sự mà phân tích của nó đó thì nó có gây dựng những cái giống khác mà kêu bằng những cái subtype, rồi tùy theo cái gốc nguồn của cái cúm đó nó phát xuất từ cái khung trời nào đó ở một cái địa cầu, thì cái đó nó có cái nguồn thì nó tạo ra những cái con số. Thì cái mà mình nói hôm nay là tại vì cái mùa này là cái subtype mà của cái cúm A đó, influenza A đó, thì cái đó là theo CDC, là cái hội y tế đó của Hoa Kỳ đó, thì nói rằng cái đó là cái mùa này là bị rất là nhiều. Vâng, anh thì không biết là như vậy thì là tới bây giờ thì là cái bệnh cúm nó lan tràn tới đâu rồi ạ? Vâng, khi mà mình nói Hoa Kỳ đó thì quý vị trên nguyên tắc có thể lên mạng được của CDC. Thì những cái report, những cái luận văn này đó nó ra mà mình nó cho mình coi những cái video trên mạng luôn thể. Mà những cái tiểu bang nào theo như những cái sự mà báo cáo đó thì cho thấy rằng là gần như nguyên Hoa Kỳ là đã bị hết cả. Từ những cái tháng cũng như là tháng 9, tháng 10 tới tháng 12, bây giờ tháng Giêng là kiểu như là cái bản đồ là nó đầy hết. Thấy thì đối với những cái người mà học về bệnh đó thì mình thấy rằng cái đó nó rất là khôi hài, nhưng mà tuy nhiên cái đó cho thấy rằng cái căn bệnh này rất là nặng và ảnh hưởng rất là nhiều người trong năm nay. Vâng, thưa anh, thì như vậy đó thì là không biết là có ai bị thiệt mạng cái căn bệnh này, thường thường là những cái người nào là cái người dễ bị tử vong vì cái căn bệnh cúm? Vâng, nó có những cái nguy cơ, những cái tỷ lệ mà đặc biệt rất là dễ bệnh và dễ có thể là bị suy nhược. Những cái tuổi trẻ là tại vì cái đề kháng nó không có đào tạo được. Những cái người mà bệnh hoạn, bệnh kinh niên, thí dụ như có những cái bệnh phổi có thể là trung tuổi, nhưng mà bệnh phổi vì do bệnh viêm hay là cái chi đó mà vì những cái vi trùng khác, rồi khi mà bị bệnh cúm, bị lây cúm thì cái đó nó chất chồng lên trên cái vấn đề. Những cái người mà cái đề kháng không tốt, nói chung là tại vì họ có những cái bệnh trong người hoặc là họ thay những cái nội tạng, thì cái đề kháng của họ, họ uống những cái thuốc mà nó hạ cái đề kháng. Và dĩ nhiên cái tỷ lệ mà tránh mà mình nhắm tới đó là những cái người cao niên. Những người cao niên đó, xin lỗi, giống như những cái người trẻ tuổi, những cái đứa bé thiếu nhi. Thành ra tại vì cái đề kháng càng lớn tuổi thì cái tỷ lệ bệnh nó nhiều hơn, với lại cái đề kháng thì nó yếu hơn. Nhất là những cái người mà vô dưỡng lão mà chung độn với một cái cộng đồng mà rất là gần gũi với nhau thì cái cúm đó nó lây giống như lửa vậy đó. Vâng. Như vậy thì là tự trung lại là những cái người nhỏ tuổi và những người lớn tuổi đều dễ bị nặng hơn, và nhất là những người bị những căn bệnh kinh niên thì lại là dễ bị hơn. Thì không biết là những cái triệu chứng bình thường, cái triệu chứng bắt đầu nó ra từ làm sao hả thưa anh? Vâng, thường xuyên đó thì nó có một cái thời gian tùy theo cái đề kháng của mình. Khi mà mình tiếp xúc với cái virus đó trong cái không khí thì có thể là mình thấy hơi mệt. Rồi sau khi đó thì nó sốt rồi cơ thể tiếp nối theo là cái cơ thể nó bị cơ bắp nó ê ẩm rất là nhiều. Có cái cơn sốt nó rất là cao. Bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng về cái đường ruột, có thể buồn nôn, ói mửa. Có những người dĩ nhiên là cái sốt nó đem tới cái ho, tại vì cái cúm nó có thể nó đi tới cái flu pneumonia, là nó ảnh hưởng cái phế quản hoặc là cái phổi. Thành ra những cái triệu chứng đó nó biểu lộ cái tình bệnh.
Ít khi đó thì chúng ta thấy rằng có thể sổ mũi thôi, nhưng mà không nhất thiết là như vậy. Nhưng mà cái ê ẩm rất là nhiều, với lại cái sức lực nó bại. Dạ, yeah, vâng, bị yếu đi và thấy vâng. mệt và thấy bị sốt hoặc là bị ho thêm. Vâng. Vâng. Đang thì như vậy thì không biết là cái vấn đề chích ngừa là tại sao chúng ta phải nên chích ngừa, không biết có phòng ngừa được hay không ạ? Vâng, cái chích ngừa đó rất là hữu hiệu đối với cái vấn đề ngừa. Vì lý do rằng theo như cái sự mà nghiên cứu của những cái giống mà hiện tại hoặc là trước cái năm trước đó, đó thì là chúng ta có thể có cái hiểu biết và ngừa để mà chống cự những cái giống mà nó có thể mà nó hiện tại là tại vì cái cúm đó nó biến đổi khá nhiều. Thành ra nếu mà cái gì mà mình ngừa được á, thì mình tránh được. Và những người mà họ cái đề kháng của họ không tốt khi mình đã nói hồi nãy đó thì mình có thể lượt qua được. Ngừa còn hơn là không ngừa, thành ra nó cho mình một cái chống cự. Vâng, như vậy thì là khi mà chúng ta chích ngừa như vậy thì họ lại lấy cái con vi trùng từ mùa trước, cái con siêu vi trùng đó và làm ra cái thuốc chích ngừa. Vâng. Đúng không ạ? Thì như vậy thì là chúng ta có thể ngừa được cái loại đó thôi. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người chích ngừa xong họ vẫn bị, là tại vì là họ bị cái loại khác, nhưng mà nhiều khi cái bệnh nó sẽ nhẹ hơn là không chích ngừa, phải không thưa anh? Dạ thưa phải. Và đừng quên CDC có nói rằng là những người họ mừng tượng rằng là tôi bị cúm. Ủa tại sao mà tôi chích mà tôi bị cúm? Có thể là quý vị bị viêm bởi một cái cảm hoặc là một cái bệnh loại khác, vâng. Một cái loại vi trùng khác hoặc loại vi khuẩn khác, tại nên nó có rất là nhiều cái thứ loại lắm. Thành ra ngoài ra cái sự thử nghiệm mình xác nhận đó thì mình không có thể nào mà khẳng định được trên cái mặt của cái bệnh. Vâng. Như vậy thì là chúng ta chỉ ngừa được những cái loại thông thường mà thôi, và cái loại đã xảy ra rồi thì họ mới dùng cái đó để mà chế ra cái chích ngừa cho năm nay, phải không ạ? Vâng. Thì anh như vậy thì không biết là có cái thuốc chích ngừa như vậy nó có nhiều loại khác nhau không hay là làm sao? Vâng, nó có nhiều thứ loại, nhưng mà trên nguyên tắc là nó có là hai cái thứ. Một cái thứ đó thì nó là live attenuated, cái thứ nhì đó là inactivated. Thì nó cái sự khác biệt đó là một cái thứ loại virus mà nó có thể nó hạ cái cơn bệnh, kia là cái khả năng mà để mà gây tạo bệnh rất là nhiều. Thành ra gần như nó vô trong cơ thể gần như nó không có một cái sự hiệu nghiệm nói chung. Nhưng mà có một số người mà bệnh mà chích cái đó thì mình phải đề cao để mà make sure rằng là cái đề kháng của họ nó có thể nó dùng cái đó để mà nó tạo cái kháng thể được. Còn có cái mà nó hoàn toàn nó không có cái hiệu lực nhiều khác, nhưng mà nó đủ để mà nó gây tạo ra cái chất đề kháng nói chung. Thành ra mình phân chia hai cái, thì theo như đó thì nó mình có thể sử dụng tùy theo để mà giúp cho cái người bệnh để mà chích cho họ. Vâng, đang thì là chúng tôi thường hay nghe thấy là người ta nói cúm xong rồi lại là có những con số, những cái tên khác nhau, thì không biết họ làm đặt tên cho mấy cái cúm là như thế nào ạ? Vâng, cái mấy cái đó thì again tùy theo cái chỗ mà cái dịch đó mà nó có thể mà nó hiện tượng và cái giống mà nó đặt ra, tùy theo mà cái nó phân chia cái đó từ cái subtype, cái isolate. Thành ra mấy cái đó là mấy cái sự mà quyết định địa danh theo như những cái phòng thí nghiệm, rồi thì cái đó nó sẽ cho biết rồi cái dịch đó từ cái nguồn từ cái chỗ nào, từ cái cộng đồng nào của cái thế giới. Thành ra từ đó thì nó có thể nó theo dõi cái giống đó nó phát triển ra sao để mà cái hội y tế đó biết rằng là cái cách ngừa ra sao và cái người họ di chuyển ra sao để mà mang cái bệnh đó tới chỗ khác. Thành ra cái sự y học về cái chuyện epidemiology đó, cái đó nó quan trọng. Vâng, như vậy thì là họ khi mà đặt tên cho một cái cúm họ lại lấy cái loại gì, nó xuất phát từ khu vực nào và cái strain gì ở cái đặc tên nói như vậy. Thành ra nhưng mà tự trung lại là nó vẫn là một cái chung là một cái bệnh cúm, một loại influenza. Vâng, thì vâng. Thưa anh thì không biết là năm nay đó thì là cái thuốc chích ngừa nó ngăn ngừa được là mấy thứ? Thì thường cái cúm hôm nay là cái E là cái H3N2. Thì trên nguyên tắc đó, thì nó có trivalent với quadrivalent, ok. Nó tùy theo 3 hoặc 4 cái giống. Mình chích được càng nhiều giống thì càng tốt. Đó là như vậy. Vâng. Yeah. Thì như vậy thì là không biết như vậy là về cái cách mà người ta đề nghị cho những người nào là nên chích ngừa thì như thế nào thưa anh? Trên nguyên tắc đó thì nó có những cái thứ loại chích mà thí dụ như mình lựa chọn những cái người mà mang thai thì không có phải chích một cái đặc biệt để mà make sure rằng cái con virus nó không có thể nó gây tạo ra được cái bệnh đối với cái người đó. Những cái cộng đồng khác á, thì trên nguyên tắc á, với điều kiện rằng cái đề kháng của họ mà nó bình thường á, thì nó có thể nó chích cái còn lại. Nói chung thì những cái tỷ lệ mà cái đề kháng yếu đi
thì mình không có xài những cái live và attenuated nói chung. Mấy cái kia đó là mình có thể xài được hết. Như vậy thì là con nít, trẻ em người ta cũng đề nghị chích ngừa. Và những người lớn người ta cũng đề nghị chích ngừa làm sao ạ? Thưa phải. Thì tùy theo cái tuổi đó thì cái nó có rất nhiều cái sản phẩm trong thị trường. Thì cái tuổi đó nó có những cái từ theo cái tuổi nào đó, 14 tháng trở đi hay là cái chi, thì cái thuốc đó mình phải rõ ràng đối với phụ huynh để mà make sure rằng là họ có đủ cái tiêu chuẩn để mà cái thuốc đó nó có thể hiệu nghiệm cho cái vấn đề. Tại vì có những cái thuốc sau 2 tuổi nó mới hiệu nghiệm, thành ra mình không có muốn xài cái đó cho những thiếu nhi mà nó trẻ quá. Vâng, như vậy còn người lớn thì thế nào ạ? Những người lớn thì là ai cũng có thể chích ngừa được. Hoặc là những người nào trên 50 tuổi chúng ta mới làm, mà trên 60 tuổi chúng ta mới chích ngừa. Trên nguyên tắc đó là kể như là gần như là hơn 2 tuổi mình có thể mình chích được rồi. Vâng. Dạ vâng. Như ai cũng có thể chích ngừa được phải không ai ạ? Ai cũng có thể chích ngừa được. Vâng. Thì như vậy thì là không biết là có khi nào mà có những người nào họ không nên chích ngừa cúm hay không? Dĩ nhiên những cái người mà tại vì nó có một cái chemical, nó có một cái chất hóa chất ở trong cái để mà giữ cái sự mà tinh của cái thuốc á, để nó đừng có bị cái công hiệu nó bị thoái hóa đó. Thì cái đó có nhiều người họ bị dị ứng, và những cái người mà họ dị ứng với trứng giả sử thì cái đó đôi khi họ sẽ bị những cái phản ứng phụ. Thành ra mấy cái người đó mình rất là khéo léo, mình phải hỏi với họ rằng là họ có cái vấn đề đó chưa. Có nhiều người họ tới họ công khai cái đó, thì mình hỏi họ bây giờ cho biết rằng nên chích, họ nói rằng tôi chích tôi bị phản ứng. Có một số người họ bị cái bệnh tê liệt, cái Guillain-Barré syndrome, thì cái đó là nó do cái bộ dây thần kinh, thì cái đó nó ảnh hưởng cái vấn đề đó. Nói chung những cái người mà họ dị ứng mà họ biết họ dị ứng trước đây thì họ không có nên chích. Và trước đây mình đã nói rằng những cái người mà thí dụ như có thai hoặc là cái đề kháng của họ không hơi yếu thì xài cái live attenuated đôi khi thì nó có những cái vấn đề. Với những người bệnh nặng thì đánh người đang bị bệnh thì chắc là không nên chích ngừa phải không? Dạ, mình chờ mình hết hạn bệnh chế. Xong. Dạ thưa phải. Vâng, thưa quý vị thì là trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ thử tìm hiểu với bác sĩ Khanh về cái cách điều trị và cái cách ngăn ngừa cái bệnh cúm là như thế nào. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.